Alo, xin chào quý vị, chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình có đi ve chai mua được một bọc bóng đèn, xin chia sẻ để quý vị cùng các bạn xem cho đỡ buồn, chứ không cũng không có làm giàu làm có gì trong cái đám bóng đèn này. Thì cái bọc bóng đèn này mình mua với giá đó là 20k nha quý vị. Ông chú ve chai ông bán cho mình có 20k, rẻ không ngờ luôn. Trong này không phải bóng đèn không mà nó còn có cái này là cái gì đây, cái motor gì nữa nè, 12V 2.6A. Cái này chế cái máy thổi nước, máy hút bụi gì. Tiếp theo đây có cái đèn năng lượng mặt trời nữa. Thì mình sẽ để ra và test từ từ các món cho quý vị xem ha. Coi cái bóng đèn nào còn sống không. Đây, nhiều bóng đèn lắm. Đồ cái chai không à. Bóng đèn lần này là mình mua bóng đèn to to không à, không có mua bóng đèn bị suy dinh dưỡng nữa. Có cái đèn ngủ nữa nè. Bóng đèn này to nhất nè. Đấy, với bao nhiêu đây mình mua với giá 20k. Rồi để mình làm vệ sinh lại mấy cái bóng đèn này chút quý vị. Đi bị mắc mưa cho nên nó là nó hơi ướt. Sơ sơ nó cái đi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử luôn đi, vừa test vừa ấy. Nãy có cái quạt này nè, nó hơi bị dính nước nè. Rồi, cái quạt này thì mình không cần test làm gì. Cho nó qua một bên đi. Quạt có 4 dây, chất đảo chiều. Cái quạt này cho nó qua một bên. Mình sẽ test mấy cái bóng đèn thôi. Với lại cái đèn này đèn ngủ. Test trước cái đèn ngủ đi. Có hình ngựa mặt trời mặt trăng gì lùm tùm lùm la. Rồi. Chúng ta có cái ổ điện huyền thoại. Đó. Viên vô thử ra cháy không? Nè. À, cháy cháy nè. Bóng đèn còn cháy nè ha. Đó. Tắt nè. Cháy nè. Rồi ok. Đầu tiên là được cái đèn ngủ còn sáng. Với giá 5k. Đèn này nó chứ mua trên nếu mua mới thì cũng khoảng 10-15 ngàn gì chứ đâu phải 5k đâu. Nằm dưới đây nó có cái gì ta, giống như có cái lo gì. Rồi, vệ sinh lại cho sạch, gắn lên. Ngon lành à. Rồi, được cái đèn ngủ. Rồi, để test bóng đèn thì mình lấy cái dụng cụ thần thánh của mình. Nói lên tới đây là mấy bạn biết gì rồi đó. Đó là cái ổ điện. Không phải, đó là cái ổ ghim. Ổ là con chưa bóng đèn, chúng ta ghim vô đây. Coi cái bóng đèn này trước. Vệ sinh nó coi. Phát hiện là nó bị gãy cái chân này rồi. Nè, gãy chỗ này nè. Quá dơ. Bằng mắt thường thì mình nhận thấy nó đã hai bóng led này nó đã đen đen rồi nè. Đó. Chắc sáng không nổi quá. Ấy, không có sáng được. Một bóng ê. Cho nó qua một bên đi. Đây. Tiếp theo mình sẽ lấy cái bóng này. Bóng này led mấy mà nó dài thòn lòn, không biết con led nó dài thòn lòn luôn. Cái này thì nó không hiểu sao mà nó nằm lúc dạng ở dưới này.
bị mớp nữa. May lắm lai 36W, ngộ có vụ 36 nữa. Rồi mình cho nó vô thử coi nó cháy ăn sáng hay không. Im gu luôn. Đo lever nó còn sống không? Dặn thằng đo đồng hồ về 1000V DC. Rồi chọt vô. Có điện nè. 220 mấy V luôn nè. Không sáng. Nhưng mà mấy con led này là mấy con led gì mình không có biết luôn. Dạ thọt, dây thọt nè. Để nó đi từ từ sửa sau. Bây giờ mình chỉ giới thiệu mình mua được một số bóng đèn và mình test coi có cái nào còn sống không thôi à. Chứ không có sửa. Có clip sửa bóng đèn sau nha quý vị. Cái bóng đèn này im ru luôn. Coi tình trạng nó coi. Bóng đèn led này sao mình không thấy nó hư gì trơn thôi. Rồi, bỏ qua luôn đi. Tiếp. Bóng đèn này. Bóng đèn này nó có tên là Duhon Lab 20W. Bóng đèn này cũng nặng nữa nè. Cứ ngắt luôn. Tem còn dán luôn, tem chống giả luôn nữa. Wow, wow, ghê vậy. Ghê ghê. Im ru luôn. Không có hiện tượng gì hết. Bóng đèn nhờ này, này nó kêu lớp cớp luôn rồi. Sao trái nổi. Có khi nào dặn vô nổ cái hình không? Bóp. Rồi không có luôn. Rồi. Nãy giờ 5 bóng rồi. Cái bóng đèn này đi. Nó có cái này nữa nè. Cái này chắc người ta thay rồi ta để vô đây chứ. Cái nó gớt cái gì kìa ta. Gớt chỉ vàng ra. Nó bị chóc này nè. Cái này nó hư cái gì ta. Các con led là mình không thấy nó hư rồi đó. Cậy đi. Lơ mơ còn xài được không chừng nữa. Này còn mới ton, mới cáo chỉ. Tem chống giả mua năm tháng 2, 22 nữa nè. Led AB. Tùm gu luôn. Tùm gu mà để này chi ba. Rồi mình để lại luôn. Mua biết đâu có led nào, đèn led nào còn sống nữa. Thì này cứng ngắt, không được. Chớp chớp. Rồi, nhấp nháy. Bóng đèn nhấp nháy. Có một em nào đó đã đi về nơi xa lắm. Em đã đi rồi. Ôi đèn này mình giỡn ông nội ơi. Cháy bóng đèn chỗ này nè. Cháy con led này. Đèn bự này coi. Đèn này xin dính gì tùm lum hết trơn vậy. Nó kêu lóc cóc ở trong nữa. Ô cái này có ai thay hai con led này nè. Có ai đã thay hai con led này, bây giờ cháy con led này nè. Cái này là phải thay led. Chứ không có hàng tắt cái này được. Khỏi cái này chúng ta khỏi cần test luôn. Test khỉ móc để mà test. Nhìn là biết rồi. Tiếp bóng đèn này ơi. Có ai sửa gì chưa? Rồi chắc có nữa quá. Không. Nhưng mà bóng đèn này làm sao mà sống nổi. Một con led. Hai con led. Đi hai con rồi. Không hy vọng đâu. Giờ bóng led to tổ bố cuối cùng. Cái bóng này thì nó tan nát luôn à. Cũng có anh nào đó sửa nhưng mà sửa không đúng cách rồi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8 con led. Cái đèn này phải thay 8 con led. Con led này led 9V hoặc 6V. Bóng đèn này nặng nè, bóng đèn này tốt nè. Hy vọng là mình sẽ sửa bóng đèn này nè. Điện quang, bóng đèn điện quang. Bóng đèn này mình sửa được.
ha. Rồi như vậy là vừa qua mình mua được một số bóng đèn, giờ test thì kết quả của nó rất là tệ, đó là không có bóng đèn nào sống chứ. Làm sao hư người tới bỏ. Còn đây nữa, bóng gạn đông mắt thường thì nó đã cháy một hai con rồi. Led thì led mấy chúng ta, cháy vài con à. Đó, có để chỉ số nè, công suất 20W, dãy điện áp hoạt động từ 150 cho tới là 250W. Không biết luôn. Để ở đây từ từ sửa. Như vậy là vừa qua mình có đi ve chai và mua được một số cái bóng đèn test cho anh em xem chơi cho đỡ buồn thôi. Bao nhiêu đó thì mua có 20k, thấy nó cũng được. Thôi, thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các lần chia sẻ tiếp theo nha. Bye bye.